À, to đấy, to đấy. Hơn 2 cân, hơn 2 cân. Kéo tầm này là phải hơn 2 cân. Có vợt kia rồi. Anh lấy hộ em cái vợt kia đấy. Anh đùn đùn cái bèo ra rộng rộng em. Nắp rồi ạ. Đấy đứng dưới này. Đấy kéo kinh không? Đấy, anh đùn đùn rộng rộng cái bèo ra hộ em đưa lên nhé. Để cho cái vợt dài ra. Kéo dài vợt ra. Con này to phết đấy. Đấy, xong xoáy xoáy. Đùn đùn hộ em cái bèo ra nhá, em kéo lên này anh vợt này. Từ từ nhá, từ từ cho lên hẳn đấy. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, hello, xin chào mọi người nhé. Rất vui mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại lúc này là 3 rưỡi sáng thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2024. Hiện tại mình đang có mặt ở Cống Hương. Lúc này thì mình đến đây thì hai anh em mình với Cần Thủ Hậu thì không hẹn mà gặp thì đều có mặt ở đây. Mình vừa xuống Cần đến đây cái thì Cần Thủ Hậu cũng đi bộ đến. Hậu thì lái xe tải để xe trên đê nên đi xuống đây. Mình thì để xe bên phía bờ bên Bắc Ninh. Hai anh em đi căn cái con nước thủy triều lúc này đang chuẩn bị lên đỉnh để đánh con nước cao, hy vọng cái chạm hàng to. Vì thủy triều hôm nay là nước lớn, là báo ở Hòn Giấu là 1 giờ sáng thì về đến mình chậm 4 tiếng thì là sẽ là 2, 3, 4, 5, khoảng 5 giờ sáng nước thủy triều đây lên đỉnh. Hiện tại thì cửa cống đang đóng nên là mình sẽ chọn cái lưỡi thì chì đôn chì nhỏ thôi. Bởi vì khi mà lưỡi mà chì to nặng thì giật rất là nặng. Chỉ phù hợp ở câu cái lúc mà nước chảy mạnh thôi và hoặc là mở cống thôi. Và mình sử dụng cái phao có chì, phao câu đầu cần. Khi hai anh em đến đây thì quyết định là nắp vợt trước. Khả năng nếu mà chạm hàng thì chủ động săn nó dễ hơn. Lúc này Cần Thủ Hậu ngồi bên phải của cống, còn mình thì ngồi bên trái cánh cống. Hai anh em thì câu sát rìa thành cống. Thì lúc này cửa cống đóng, nước thủy triều hôm nay đỉnh triều là 3m3, còn giáo nước khá là to. Nhưng nước sông trong cũng to. Nhưng mà nước sông ngoài hôm nay to như này là nó đang chảy vào trong được. Hai anh em ngồi đến 6 rưỡi sáng thì hai anh em không chạm con cá nào nên là Cần Thủ Hậu mới đi câu hóng ở phía ngoài xa kia. Mình chuyển sang bên phải cống này thì mình chạm ngay con cá đây rồi. À, to đấy, to đấy. Hơn 2 cân, hơn 2 cân. Kéo tầm này là phải hơn 2 cân. Có vợt kia rồi. Anh lấy hộ em cái vợt kia đấy. Anh đùn đùn cái bèo ra rộng rộng em. Những hôm mà cá đi rộ này thì thường thường tầm 6 giờ cho đến từ 6 giờ sáng cho đến chiều tối, có lần câu đêm vẫn có rất đông cần thủ câu đêm ở đây. Thì đấy, đi câu này được cá rất đấy, là kéo kinh không? Đấy, anh đùn đùn rộng rộng cái bèo ra em đưa lên nhá. Để cho cái vợt dài ra. Kéo dài vợt ra. Con này to phết đấy. Đấy, xong xoáy xoáy. Đùn đùn hộ em cái bèo ra nhá, em kéo lên này anh vợt này. Từ từ nhá, từ từ cho lên hẳn đấy. Rồi. Rồi, xin cảm ơn. Thế là được rồi. Rồi, cảm ơn bác. Thế buổi sáng nó làm đôi con thế này. Vui rồi, thế này đẹp rồi. Sướng lúc đấy. Nước thủy triều xuống khoảng tầm 50 phân so với lúc 3 rưỡi sáng rồi nên là nước từ sông trong bắt đầu chảy ra rồi thì bèo nó trôi ra ngoài rất là nhiều rồi. Và bây giờ mình được con cá nữa là buổi trưa đấy, này bèo trôi sạch đi rồi đúng đấy. Đúng rồi, lưỡi bé ngon nữ. Ui trơn trơn anh ạ. Con vừa thả đấy ạ. Ừ, vừa là thả đấy chứ bảo này. Chú Quang ơi, chú đưa cháu cái vợt, cái cháu tự vợt được. Không phải vợt. Không cần cần đợi 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 bé tí. Lúc này là nước nó chảy mạnh hơn rồi. Bé tí này nữa. Đổi lưỡi bé mình câu phao to hơn. Lưỡi bé tẹo này. Câu sát
đứng rìa phía trong thôi, không câu ở giữa dòng chảy nữa, câu rìa dòng chảy thôi. Đứng trên chạy qua này đấy. Đấy, vâng, chú quang vật cho cháu. Vâng, nữa cháu bé tí. Nữa bé đánh này mới hiệu quả. Đấy, thế là được. Bé chim nhím chú ạ. Cháu cảm ơn nhá. Vừa có tâm xong. Đây là cái lưỡi câu mình dùng lên thì nó là cái lưỡi chỉ khoảng tầm 6-7 gram thôi. Lưỡi chín thôi. Lưỡi tứ chín. Là rất là nhẹ nên mình phải độn thêm cái vòng bi ở bên ngoài cho nó nặng hơn thì nó mới chìm nổi cái phao, chứ trước mình không độn nên là nó phao nó còn không dìm nổi cái phao đấy cơ của mình. Đến khoảng 2 giờ chiều thì mình lại chuyển sang ngồi bên phải cống, thì lúc này anh Khanh chạm con cá khá là to đây. Con này nó kéo mạnh lắm, rất là khỏe. Vì chui cả người. Chưa nhìn thấy mặt. Chưa. Chắc lại phải 5 cân. To lắm. 6 cân. Mày đứng ở dưới này này. Lôi đấy này. Nếu chạy này thì to. Trên đầu bà. Trên đầu bà lại. Ba cái bóng này. Nào, to mày vào đuôi đấy. Cái cần kia kìa. Mày ở đầu ba bây giờ lại. Đánh vào phát như mắc. Úi giời. Mà con này năm không hết. Hết cái loại này phải đến đầu năm. Cần lên. Nhìn cái đuôi nó thế cơ mà. Bây giờ ở dưới nước mày nhận 5 nhá. 5 lên nhá. Tao lên xuống. Bao nhiêu là 4? Đếm. Đếm đấy. Được. Nhận rồi anh chị. Ba vớ vẩn nhận rồi. Lằng nhằng cái gì. Lên mấy cân đây. Không lằng nhằng. Vẫn tử nhất ngôn. Nói là mày làm. Phải lên mặt nước. Tao bị mất nhiều mơ lên. Nào đầu năm. Không được 4 đâu. Này, 4 không được 4 nữa. Càng về chiều tối thì nước thì chiều xuống mạnh thì nước nó chảy càng mạnh nên là mọi người câu thành rìa lại được cá. To đấy, con này to đấy, thành ngồi con này to đấy. Trái này là được cá đấy rồi. Để cho xuống. Đóng lưng cơ. Thế mà cần nó cong ác nhỉ. Mùa câu hóng thì thường kéo dài từ giáp Tết cho đến khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch hàng năm. Chỉ lúc này thì cá nó mới đi nhiều thôi. Còn thời gian khác thì không có cá đâu mọi người. Đây lúc này cái cần của mình đang bị mắc thì anh Khanh anh lại đóng được cá này. Lúc này anh dòng cá thì mình chỉ sợ là anh chạm vào cái dây của mình, dây trục của mình đang lưỡi đang mắc dưới mà là dễ mất cá. Câu hóng ở đây thì đáy sông nó rất nhiều những cái gọc đá rồi là những cái bê tông ấy. Ở dưới nó vứt chỏng chơ nên là rất dễ mắc lưỡi. Đa phần ai cũng mắc lưỡi, kể cả có cứu hộ cứu lưỡi vẫn mắc lưỡi là chuyện bình thường. Mình câu ở đây thì được khá nhiều cá rồi nhưng mà chưa được con cá nào to. Hy vọng là những lần tiếp theo mình sẽ chạm được con hàng để
đáng nhớ. Anh sang cái cầu kia bắt chim sang đây và vào dây của em. Rồi, rồi lộp đơn xin nghỉ công ty là đúng rồi, thả rồi. 2,5 cân rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Khanh để lốt cho cầm về. Vì nghề câu cá phải nghỉ nghỉ công ty. Cá mà không ra được anh. Lúc nãy đấy lúc thấp chưa nào? Lúc nãy thì cũng như bây giờ nó vẫn đang cao hơn cái mặt cái ở dưới. Lúc nãy như thế này thì lại ra. Đấy. Giờ thì nó ra đấy, đúng bài của Tùng. Ra rồi, được. Được. Đấy lúc đấy hai anh em mình đều mắc lại ra. Sau khi gỡ được lưỡi thì mình lại ngồi bên thành cống bên trái đóng được con cá nữa. Vợt đấy. Nó chạy vào trong phần quẩn của nước chảy lúc này nó trên mặt nó chạy quẩn lại nhưng ở dưới thì nó chạy ra chạy vào đầu tiên tưởng cá to chạy rất mạnh. Thấy nó khừ gớm thế. Đến chiều muộn thì nước càng chảy mạnh nên là mình không câu được trong thành cống nữa thì mình ra ngoài mình câu. Lúc này nước chảy mạnh thì nó càng chảy quẩn mạnh thì mình mắc lưỡi, mình và mọi người mắc lưỡi liên tục. Nên mình quyết định là sau khi gỡ được cái lưỡi ra thì mình cũng về thôi. Đây lúc này anh Diễm đang câu thành cống thì ở kia bị mắc lưỡi kìa. Nước chảy càng mạnh thì nó trôi lưỡi đi vào các cái hẻm ấy. Nên khi mình giật lên hay là nhiều khi tự nhiên nó mắc vào những cái đấy như chỗ vỡ trên màn hình phía dưới dòng sông. Rất là khó lấy, có cứu hộ vẫn mất lưỡi. Cái cứu hộ này thì mình làm bằng cái lò xo của xe máy, của xe min thì lò xo nó to. Thì khi mà xuống nước, trôi nước chảy thì nó xuống được. Và nó lặng thì nó xuống được. Còn lò xo mà của xe máy nó nhỏ thì là xuống nước nó khó xuống. Cái video mình chia sẻ cái cách làm cái cứu hộ bằng lò xo để trên kênh của mình thì ai xem tham khảo thì vào kênh mình xem nhé. Bây giờ nhiều thu đồ và mang cá về đấy. Đây. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.